Trung xin chào quý vị khán giả của Vina Showbiz và in khán giả của In Atlanta. Hiếu Trung đang ở tại 3M Entertainment và hôm nay thì có all the special model here. Can you tell us your name? V2. Is this your first time modeling for the 3M? This is my first time, it is. Dạ, lần này hôm nay là lần đầu tiên của em. Vậy lần đầu tiên giờ how did you feel for the first time for on stage của 3M? Dạ, em cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là phấn khích cho cái khi mà tham dự cái 3M Entertainment này. How you feel this is your first time, right? Or okay, how does you feel on the stage of 3M? It's a little nerve-wracking, but we'll get more comfortable as we're on stage and it'll get better. Since you guys are modeling, can you give us a little peek of what are you guys wearing tonight? We're wearing evening gowns and our Vietnamese traditional dresses. All right, thank you. Do you guys have last word for 3M? Okay, happy second anniversary, 3M Entertainment. Hiếu Trung xin chào quý vị khán giả của Vina Showbiz và hôm nay có hai người nữa model nữa. Can you tell us your name? Bella. Yeah, I'm tên Yumi. This your guy first time or? Yeah, it's my first time. Mine too. How does the experience for first time? It's so fun. I'm really enjoying it. Em thấy rất là vui tại được đóng góp chung với cộng đồng Việt Nam á và tổ chức chương trình ca nhạc và fashion show. You guys have any excitement seeing any singer here today? Yes, you guys know who. Who would that be? Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng. And Wendy. Yeah. You guys have a last word for 3M? We want to wish happy anniversary. Second anniversary by M Entertainment. Hiếu Trung xin chào model. Can I get your guy name? I'm Mai. My name is Rosanna. Is this your guy first time modeling for by M? I think this is our third time. Third time. How does from the first time until now? Is there any change? I don't know. places. The venue is different. The first time I think we did it at a smaller place. So I think this is a lot bigger this time. So basically you're telling me is 3M Entertainment is getting bigger and grow and more popular in Atlanta, yeah. Right? Do you have a last word for 3M Entertainment? We just want to wish 3M a happy second anniversary. Hiếu Trung xin chào model. How you guys doing today? Good. Good, thank you. What's your guy's name? Sarah. Linda. Is this your guy's first time doing the 3M Entertainment? This is my second time. How does it feel for a second time? I love it. It's exciting every time. So. How about you? This is my fourth time, and I love it. I have fun every time. You guys have last word for 3M Entertainment? Happy second anniversary. Thank you. Hiếu Trung xin chào quý vị khán giả của Vina Showbiz và Hiếu Trung đang ở tại 3M Entertainment in Atlanta. And a special guest đến từ Việt Nam, Cao Thái Sơn. Hiếu Trung xin chào Cao Thái Sơn. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay Sơn lần đầu tiên tới Atlanta và được mọi người rất là yêu mến và tiếp đón Sơn rất chu đáo. Và Sơn cũng hy vọng những show sắp tới của Sơn tại Mỹ như là Dallas, Seattle, Denver thì sẽ được gặp thật nhiều tất cả những khán giả yêu thương của Sơn. Và Sơn cũng chúc cho 3M sẽ luôn luôn thành công và sẽ có thật nhiều show lớn và khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ nhé. Thì Hiếu Trung cũng biết là bữa nay là lần đầu tiên Sơn đã hợp tác với 3M. Vậy Sơn có thấy cái environment nó làm sao? Thấy cái crowd của Atlanta làm sao? Thứ nhất là nói về 3M thì có rất là nhiều điều để nói, mà nếu mà nói trong vòng một ngày chắc sẽ không có đủ thời gian. Tại vì nó có rất là nhiều điều thú vị vì Sơn có rất là nhiều tình cảm với 3M và đặc biệt những khán giả tại Atlanta, tại Mỹ cũng như là tất cả những khán giả yêu thương của Sơn đã dành cho Sơn cực kỳ nhiều tình cảm. Và dường như là khi mà Sơn mới đặt chân tới Mỹ cách đây khoảng vài ngày thôi thì Sơn đã cảm thấy rất là vui và được và mong rằng tất cả những cái show của mình sẽ gặp được thật nhiều khán giả yêu thương. Và đặc biệt hơn nữa là cái môi trường mà Sơn thấy ở đây, khí hậu rất là đã và Sơn rất là thích.
Có lẽ là như vậy. Rất là lạ phải không? Nó khác biệt với như Cali hay là Seattle phải không? Hiếu Trung cũng biết là Sơn thì cũng có nhiều album, cái nào thì cũng có hit. Thì Sơn có cái album gì mới nhất không? Album gần đây của Sơn đó là album Gió Lạnh. Và hiện nay thì ca khúc Gió Lạnh cùng với album thì cũng là một trong những ca khúc và album được yêu thích tại Việt Nam cũng như là trên mạng Internet. Và đi đến đâu thì Sơn cũng được tất cả những khán giả yêu thương của mình yêu cầu hát Gió Lạnh này, rồi cũng yêu cầu hát lại những ca khúc cũ hit như là Cầu Vồng Sau Mưa, Bình Yên Nhé, Yêu Thương Quay Về. Và Sơn còn có những bản remix nữa rất là hay. Và lát nữa tối nay thì Sơn sẽ có một cái show trình diễn tại Atlanta. Và sẽ là một đêm rất đặc biệt của Sơn dành cho khán giả tại đây. Nói chung ra là quý vị cũng in Atlanta thì sẽ có special performance của Cao Thái Sơn. Nhưng mà not only in Atlanta, cũng có Denver, Seattle. So quý vị mà cũng ở gần đó thì come out and support Cao Thái Sơn. Thì Hiếu Trung cũng biết là năm nay là 2012 là năm con rồng. Thì Sơn có cái gì đặc biệt special cho năm nay nữa không? Đặc biệt cho năm nay thì Sơn rất là nhiều kế hoạch của Sơn. Và cách đây khoảng vài ngày thì Sơn vừa mới giới thiệu một bài hát mới có tên là Ca Khúc Vượt Qua. Nếu quý vị ở xa, quý vị có thể truy cập vào Internet, vào mb3.zing.vn và quý vị có thể coi được những bài hát mới nhất của Sơn truy cập liên tục. Và trong album năm nay thì sẽ có những bài hát mới, Sơn sẽ gửi tới khán giả những ca khúc hit nữa. Và có lẽ là tháng 9 thì Sơn sẽ giới thiệu album chính thức. Nhưng mà từ bây giờ cho tới tháng 9 thì quý vị sẽ được coi những video clip mới nhất của Sơn và những bài hát hit mới nhất. Sơn có lời gì cuối cùng với ba em và khán giả của Vina Showbiz và Việt Nam với hải ngoại không? Có lẽ là một điều mà Sơn muốn gửi tới tất cả khán giả và với ba em cũng như là tất cả khán giả của Vina Showbiz tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại, là Sơn rất cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Sơn trong suốt thời gian qua. Và chính nhờ quý vị đã yêu mến Sơn, cho Sơn được ngày hôm nay được hát và được giới thiệu những bài hát mới, những bài hit dành tặng cho tất cả khán giả. Và Sơn cũng hy vọng trong thời gian sắp tới Sơn sẽ có nhiều thời gian cũng như là nhiều cơ hội được gặp lại tất cả những khán giả tại Mỹ cũng như là tại các nước khác trên thế giới. Và đặc biệt những khán giả tại Việt Nam thì Sơn có lẽ là được gặp thường xuyên, có nhiều điều kiện hơn. Nhưng mà Sơn sẽ cố gắng sắp xếp để có thể được gặp tất cả những quý vị đang yêu thương mình. Và một lần nữa xin cảm ơn và xin chúc cho ba em sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Và Sơn sẽ có nhiều cái khoảng để Sơn được đến với tất cả quý vị. Nói chung cũng cảm ơn Cao Thái Sơn và chúc Cao Thái Sơn sẽ thành công và năm này sẽ nhiều show hơn nữa. Và hình như Hiếu Trung cũng biết là Sơn kỳ này thì short period of time đi show, nhưng mà lần sau nữa thì Sơn sẽ có nhiều hơn show nữa. Thì quý vị sẽ support Sơn nhiều hơn nữa và album của Sơn. See you next time, bye bye. Hiếu Trung xin chào quý vị khán giả của Vina Showbiz. Và Hiếu Trung đang ở tại also in 3M Entertainment in Atlanta. Thì hôm nay có special guest quý vị cũng don't wanna miss. Hiếu Trung xin chào. Hi, my name is Annie. I'm the fashion show assistant coordinator and I've been with 3M for about 2 years now. 2 years. How does it feel with 3M Entertainment? Awesome. It's like something to do on the weekends and it's fun helping the models. You think it's been growing since the day that you came until now? Definitely. It's grown from like about 300, 500 to like 1,000 people now and growing. Today is a special of 3M. Can you tell us a little peek of it? There's a special fashion designer called named Jackie Tai, and he has special Ao Yais and evening gowns made. And yeah, it's our 2 year anniversary, so it's going to be a really big show. Thank you for coming interview with me. Do you have any last word with Vina Showbiz and also 3M Entertainment? Come out and support us. We're a really good show and you'll really enjoy it. Thank you. Thank you. Wait. Hiếu Trung xin chào quý vị khán giả của Vina Showbiz và Hiếu Trung đang ở tại Atlanta and 3M Entertainment. Và hôm nay có special guest from Seattle. Không biết quý vị cũng biết Thế Tường from Seattle. Hiếu Trung xin chào anh Thế Tường. Thế Tường xin gửi lời chào đến tất cả các khán giả của Vina Showbiz.
Và Hiếu Dung cũng thắc mắc và Vina Showbiz cũng với khán giả OT thắc mắc là Thế Tường hôm nay là special guest, Thế Tường làm gì ở đây? Hôm nay Thế Tường đến đây là để làm MC cho 3M Entertainment. Ba em với Thế Tường cũng đã xuất hiện trong những cái show trước, trong đã 2 show rồi, show này show thứ 3 và đã là contract MC và ca sĩ cho 3M. So how excitement for làm MC cho 3M Entertainment in Atlanta? Chương trình của 3M thì lúc nào cũng vui và đông, rất là đông, rất là đông. Thành ra cái excitement ở Atlanta không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà hy vọng tất cả quý vị nào ở gần Atlanta hoặc ở khắp nơi có đến đây thì để thưởng thức những show của 3M thì quý vị sẽ thấy và hài lòng. Quý vị cũng, Hiếu Trung cũng là từ đến Seattle luôn và special guest của hôm nay. Và quý vị cũng biết là not only Seattle audience but Houston and có nhiều tiểu bang đến, New York, yeah, all kinds of places that is come for this show. Thì quý vị mi mốt mà có show nào nữa thì quý vị sẽ come and support. Anh Thế Tường có last word for 3M hôm nay không? Thế Tường cũng xin chúc cho 3M ngày càng lớn mạnh và thành công hơn nữa trong phục vụ cho tất cả khán giả trong trên con đường nghệ thuật. Yeah. Thank you. We will see you next time.